Ok, xin chào anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Hùng Mạnh, anh em Trung Trinh, anh em Lam Nguyễn Đoàn Phương, anh em Hưng Nguyễn, anh em Quốc Sới, anh em An Dương, bạn Dori 669, anh em Thanh Huy Lâm và cuối cùng là anh em An Calet đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Nhờ có anh em mà tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Nhân tiện đây tôi cũng xin chúc mừng hai anh em Kun Lilu và anh em Quang Minh Trần đã đạt được cái huy hiệu hội viên 15 ở trên kênh. Và sắp tới trong cái video clip tri ân anh em, tôn vinh hai anh em Kun Lilu và anh em Quang Minh Trần, hai anh em muốn tôi làm cái bộ gì thì anh em hãy comment dưới clip này hoặc bất cứ một cái clip nào ở trên kênh, cũng như là anh em có thể inbox cho tôi ở trên fanpage nha anh em nhá. Và tôi cũng xin nhắc anh em bún thang, hình như là anh em có vẻ như anh em chưa đọc được cái reply của tôi thì anh em có thể là đọc lại nhá. Đấy, anh em yêu cầu cái bộ là 6 assassin kẹp với cả 6 phe giờ ấy. Tôi thấy cái bộ đấy trong cái thời điểm hiện tại đánh không cái kiểu gì mà nó top 1. Nó rất khó vì bây giờ là meta cá mà phe giờ nó chả có cái tác dụng gì cả. Vốn dĩ cái bọn assassin nó đã yếu rồi. Đấy, xong rồi nó lại kẹp với cái bộ yếu nữa, đấy chính bộ phe giờ không ai chơi. Thì bay ra đằng sau thì sau 3 giây bọn cá lổ chết hết cả assassin lẫn phe giờ thôi anh em ạ. Nên là cái bộ đấy bây giờ không chơi được. Chưa tính đến cái việc là rất nhiều hunter, rất nhiều người chơi hunter, rất khó chơi. Như trong cái trận này tôi có cái búa set là tôi cũng coi như là đi hunter luôn này. Đấy, chốt bài đi hunter luôn. Bởi làm sao mà hunter bây giờ nó lại nhiều người chơi? Thứ nhất là nó có cái con Siren ấy. Nó bắp cái con Siren làm co ở trong cái bộ Hunter thì cũng được. Cái điều thứ hai mà Hunter bây giờ người ta chơi nhiều đó chính là Hunter để counter được vào cái bộ 6 cá anh em ạ. Cái bộ 6 cá là cái một cái trong những cái bộ mà nó phải áp sát thì nó mới gây đam được. Thì cái bọn Hunter nó đứng tách ra và nó đứng từ xa nó bắn. Chính vì thế là cái lượng đam đến từ cái bọn 6 cá nó chỉ có thể gây đam được ở cái hàng trên thôi. Còn những cái hàng đứng ở hàng dưới cùng, đứng ở trong hai góc, đứng xa thì nó không sợ lắm đâu. Chính vì thế là bây giờ là người ta cũng có thể là sử dụng cái bộ Hunter để counter cái bộ 6 cá được. Đó. Thậm chí là có thể đánh 9 Hunter kết hợp với 6 cá. À, sau đây anh em 9 Hunter kết hợp với các 4 cá hoặc là 6 Hunter kết hợp với 6 cá. Đấy thì cái những cái con cá mà kết hợp với Hunter ấy thì nó sẽ counter cái bộ cá được khi mà nó cũng giảm cái sát thương phép. Đó chính là những cái gì mà cái meta này nó đang vận hành anh em ạ. Meta nó bao gồm là Hunter, bao gồm là Glacier, là những cái con đánh xa có thể counter cái bộ 6 cá được. Đấy, Beat là kẹp lùn, đứng xa. Meta này là meta của bắn xa đấy anh em. Đó chính là cái lý do tại làm sao mà cái bộ mà anh em bún thang yêu cầu nó không có khả quan và rất khó chơi. Tuy nhiên tôi cũng có một cái đề xuất, nếu mà anh em muốn chắc chắn là chơi cái bộ đấy, đấy, anh em yêu thích cái bộ đấy thì tôi vẫn có thể làm được. Nhưng mà cho tôi là top 3 thôi nhá, top 3 trở lên thôi. Cho top 1 thì tôi không thể có thể là top 1 được. Quá nhiều 6 cá, quá nhiều Hunter. Anh em cứ bây giờ tôi phân tích là anh em sẽ hiểu này. Cái bộ 6 cá ấy, thì nó counter vào cái bộ Feather và nó counter vào cái bộ Assassin luôn. Khi mà những cái con Assassin ấy nó phải áp sát, anh em hiểu không? Những cái con Assassin trừ con Sailing nhá. Nhưng mà cái con Sailing thì nói thật với anh em là nó không phải là nó lúc nào nó cũng ra. Đấy, nó là một con 5 đô, rất khó. Đấy, chưa kể là phải lên 2 sao. Thì thôi thì chúng ta bỏ qua con Sailing đi. Còn đa phần những cái con Assassin đều là những cái con áp sát. Và khi mà nó áp sát rồi ấy, thì chỉ trong vòng 2 ô thôi. Đấy, đứng ở khoảng cách 2 ô là sẽ bị bọn cá lổ. Mà chắc chắn là bọn Assassin sẽ chết luôn với cái lượng máu nó rất yếu, chưa kể là nó là kết hợp với Feather. Đấy, rất là khó chơi. Cái bộ 6 cá ấy, nếu mà chơi hay ấy nhá, mà gọi là xếp gọi là đỉnh cao ấy, xếp chuẩn bài nhá, xếp coi như là nó gọi là tham minh chuẩn ấy, là phải tham minh như nào? Tham minh khi mà cái bọn Assassin nó vừa bay dưới phát, đúng 3 giây lổ đam, chết hết hàng Assassin luôn. Đó. Cao tờ lắm anh em ạ. Còn bọn Feather thì không nói rồi, Feather chả có cái tác dụng gì trong meta này luôn. Toàn Hunter. Đấy, Hunter để counter vào 6 cá mà, nên là sẽ có rất nhiều người chơi Hunter.
Đấy thì bây giờ Hunter thì bây giờ Feather gặp Hunter thì chết rồi. Toang rồi. Mà lại còn Feather còn gặp Hunter 6 cá nữa thì đúng là không có cái gì cửa gì để mà có thể ăn được luôn. Đấy. Nên là bây giờ nhá. Tôi lại có một cái đề xuất thứ hai, nếu mà cái đề xuất thứ nhất anh em có thể là anh em thấy là cái việc mà chơi mà chỉ có top 2 top 3 thôi ấy, thì nó không được mặn nhãn cho lắm, thì tôi có một cái đề xuất đấy là anh em vẫn có thể yêu quý cái bộ Assassin, nhưng mà tại sao nó không phải là Assassin kết hợp với một cái bộ đang là meta. Đấy chính là cái bộ 6 cá. Tại sao phải là 6 Assassin 6 cá nhỉ? Đấy, tôi có thể là đề xuất cho anh em nhá. Anh em có thể là tham khảo để xem là như thế có được không. Còn nếu mà anh em cảm thấy là hai cái bộ đấy không được thì tôi cũng đề xuất là anh em có thêm một cái phương án nữa, một vài cái phương án để tôi có thể lựa chọn trong cái meta này. Bởi vì cái meta này là một cái meta mà nó rất mất cân bằng nha anh em nhá. Rất khó chơi để mà có thể là đặt top 1 ở bất cứ một cái đội hình nào mà nó không phải là cái đội hình meta. Tôi khẳng định với anh em luôn. Và nhân tiện đây tôi cũng xin nhắn gửi luôn đến anh em Quân Chu. Sắp tới là anh em Quân Chu cũng sẽ có cái huy hiệu 15. Và anh em cũng đã order tôi cái đội hình là nó gọi là Greater bắn trưởng ấy. Thì tôi cũng nói luôn nhá, là cái bộ Greater bắn trưởng thì lâu hốp, không chơi được bây giờ đâu. Đến cái bộ 9m đấy, bắn trưởng mạnh nhất của cái thể loại bắn trưởng rồi. 5 rồng 6m, 5 rồng 9m hay là cái bộ 6m kẹp cọc kẹp với cả 4 gót, tất cả những cái lineup đấy đều không chơi được cái meta này. Đấy, thậm chí là những cái lineup mà mạnh nhất ở trong những cái meta trước là bắn trưởng còn không chơi được, thì anh em yêu cầu một cái bộ mà nó cực kỳ lâu hốp luôn. Đấy, không thể chơi được nha anh em nhá. Thế là anh em cũng lưu ý cho tôi. Anh em nếu mà anh em đam mê bộ Greater, anh em có thể đổi sang một cái thể loại Greater khác cho tôi. Đấy, chứ còn Greater mà bắn trưởng nó đã Greater nó đã gọi là ao meta rồi đấy. Chứ lại Greater bắn trưởng thì nó lại còn quá là ao meta luôn nha anh em nhá. Một cái bộ mà rất thiếu lam, không thể chơi được. Còn nếu anh em Quân Chu mà vẫn muốn là tôi chơi cái bộ Greater thì tôi có một cái đề xuất như này, đấy là anh em cho tôi down rank xuống khoảng rank Clive. Tôi nghĩ là rank Clive là hợp lý. Bởi vì cái tầm này đầu mùa thì rank Bishop cũng nhiều cao thủ lắm. Vẫn đang có những cái cao thủ đang coi như là dừng lại ở rank Bishop và chưa thèm tăng rank đâu. Đấy là cũng rất là khó chơi nha anh em nhá. Rank Rook rất nhiều cao thủ vẫn còn đang chơi lobby, chưa thèm leo rank, để chúng ta có thể có một cái trận đấu Greater bắn trưởng coi như là mãn nhãn để phục vụ anh em nhá. Đấy thì tôi có những đấy thì tôi có những cái đề xuất như thế, anh em thử coi như là tham khảo nhá, xong có gì thì anh em inbox lại cho tôi và anh em cũng có thể là comment cho tôi. Rồi ok nhá. Đấy rồi, có một vài cái chia sẻ. Và nhân tiện đây thì cũng nhắc luôn các anh em mà sắp tới là 15 hội viên ấy, thì các anh em cũng nên suy nghĩ thật kỹ, chọn đội hình line up mà có thể là có một cái trận đấu mãn nhãn anh em nhá. Một line up mà nó đủ mạnh mà nó lại hay thì cái này tôi xin nhờ các anh em luôn. Tôi chỉ có một cái nguyện vọng thôi, đấy là anh em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra yêu cầu. Một yêu cầu thông minh là một yêu cầu mà có một cái line up mạnh nhưng mà lại vẫn sự tạo ra cái sự đột biến bất ngờ trong game. Đó là một cái yêu cầu thông minh nhá, chứ không phải là một cái yêu cầu đánh đố, là một cái yêu cầu hay. Đấy, tôi phải khẳng định với anh em luôn. Mà trên kênh Game Today ấy, thì cũng có anh em hay đánh đồ lắm. Tôi không tiện nhắc tên anh em Hưng Nguyễn và anh em Ngọc Long Phan đâu anh em ạ. Dã man. Không tiện nhắc tên anh em nhá. Chỉ biết là sau khi mà tôi làm theo cái yêu cầu của hai anh em thì tôi coi như tôi nhớ đến già luôn. Bây giờ tôi vẫn nhớ mà. Bây giờ tôi vẫn nhớ. Anh em Ngọc Long Phan làm quả gấu đá co trong bộ Exit tôi còn nhiều lắm. Mà anh em biết là tôi cái game đấy tôi mất bao lâu tôi làm không? Bây giờ tôi vẫn nhớ, nên là từ cái hôm đấy trở đi là tôi bây giờ tôi không nhận bất cứ một cái lời yêu cầu nào liên quan đến gấu nữa mà. Đấy, cái hôm đấy tôi nhớ là tôi ngồi từ đâu đấy, hôm đấy hôm chủ nhật phải hay hôm thứ bảy gì đấy. Mà tôi ngồi từ 6 giờ sáng. Tôi làm một phát đến 12 giờ trưa vẫn chưa ra được một cái trận đấu nào mà nó ngon nghẻ top 1 cả. Thế là tôi ngồi một phát đến tối luôn. May quá đến rơi vào đâu đấy, nó rơi vào tầm khoảng gần đến giờ ra clip. Đấy là cái giờ hồi đấy là khoảng 10 giờ sao ấy, hay là 9 giờ đấy, thì cũng kết thúc trận đấu là cũng ra được clip cho anh em. Ôi rồi mẹ, cái trận đấu hôm đấy nữa coi như là vợ tôi tí nữa thì coi như là rứt dây mạng với cả coi như là đập máy tính của tôi. Dã man thật sự. Nhắc đến đây thì lại nhắc đến anh em Hưng Nguyễn. Anh em Hưng Nguyễn thì nó cũng là một cái line up, nói chung là cũng là hay, cũng thông minh.
Đấy, tôi nhớ cái đợt mà anh em Hưng Nguyên yêu cầu tôi chơi cái bộ là 9 Warrior kẹp ốc, ốc làm co, rồi đồ cho ốc làm co. Thì hồi đấy, nói thật với anh em là cái bộ đấy thì nó khá là phèn lúc đầu ấy. Sau đó tôi cũng mất thời gian tôi luyện tập, nhưng mà nó không gian khổ như cái bộ của anh em Ngọc Long Phan đâu. Bởi vì cái con gấu đá ấy là cái con mà nó phải câu ra là bằng sự may mắn, anh em hiểu không? Nên là cái bộ của anh em Hưng Nguyện ấy thì nó có thể là bù đắp vào cái việc là cái bộ đội hình nó Sida ấy, bằng việc là cái kỹ năng của tôi nó thượng thừa, nó đỉnh cao. Nên là tôi vẫn có thể làm được. Nhưng mà trong cái quá trình mà tôi chơi ấy thì cái giai đoạn đầu nó cũng khá là vất vả. Và sau đấy tôi tìm ra cái chân lý của cái bộ đấy, tự nhiên lại chơi một thời gian lại thành nghiện anh em ạ. Thế là anh em nhớ cái đợt đấy không? Tôi làm một cái series 3 tập luôn về cái bộ đấy. Bởi vì cái lúc mà tôi chơi cái bộ đấy ấy, nó phải rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 3 ngày đấy, để mà nó luyện nó mắc thông thạo cái bộ đấy luôn. Tôi nhớ là cái đợt đấy là tôi như là luyện đến tầng thứ 18, 19 được cái bộ đấy rồi. Thông thạo thì rơi vào đâu đấy tầm khoảng 11, 12 rồi. Chứ nó còn không phải là cái thể loại thông thạo 10 như bình thường nữa anh em nhá. Đấy, nên là cái đợt đấy thì nói chung là cũng khá là vất vả với cái bộ của anh em Hưng Nguyễn. Nhưng mà cuối cùng thì cái thành quả nó coi như là gặt hái được, nó chính là nó có 3 cái tập mà có content rất hay. Kèm theo đó là tôi đã thông thạo cái bộ mà Warrior Fact kẹp với cả ốc rất là hay luôn. Đấy, phải nói là quá là tuyệt vời. Nhưng mà cái đợt đấy là cũng là may mắn cho anh em Hưng Nguyễn đấy, là anh em có thể là anh em ra được cái bộ mà nó không quá khó và nó vẫn hợp meta. Đấy, nó vẫn đánh nó vẫn rất là hay. Đấy, thì anh em, tôi hy vọng là anh em cũng sẽ có những cái sự lựa chọn thông minh như là như thế nhá. Rồi. Ui dồi, tôi chết rồi. Bọn Nai này. Amazon Clay lên 2 sao tôi chịu thôi anh em ạ. Berserker lên 2 sao thì mới đỡ được. Không ăn được. Khó. Hai con Clay 2 sao, hai con 3 tiền luôn. Khỏe quá. Cắt được cái chuỗi của tôi. Ấm luôn. Thôi đánh từ tốn thôi anh em ạ. Berserker, bây giờ mất chuỗi rồi, khi bán Berserker đi cũng được. Nhờ. Thế thôi anh em. Nó mãi là không lên được hai bán đấy thôi. Bởi vì tôi trận này tôi sẽ chơi 9 Hunter anh em nhá. Ở trong meta mới thì 9 Hunter rất ngon. Cái bộ này cũng có thể xếp vào cái TS đấy. Có nhiều anh em bảo là tại sao lắm TS thế. Ông lừa tôi à? Ừ, tôi lừa anh em đấy. Thực ra thì TS hay không thì nó phụ thuộc vào ai chơi anh em ạ. Như tôi chơi thì cái lineup nào mà nó trở thành TS, đúng không anh em? Lấy lên đây thì sẽ có anh em như thế này. Ui giời. Lại tinh vi tinh tường. Thì cho người ta tinh vi tinh tướng một chút thì có làm sao. Anh em biết nhiều cái tinh vi tinh tướng đấy mà kênh tôi giờ là top 1 YouTube không? Anh em đã xem cái clip ngày hôm qua chưa? Anh em đã xem coi như là clip mà tôi gặp fan club Liên Hợp Quốc luôn chưa? Vào một cái trận đấu mà 4 ông là fan mà toàn fan nước ngoài nha anh em nhá. Đấy, nổi tiếng như toàn thế giới là nhờ cái gì? Là nhờ cái sự gáy bẩn của tôi đấy anh em. Đấy, nhưng mà tôi chắc chắn với anh em một điều đấy là nó là như thế này. Gáy bẩn thì có thể là tôi cố tình hoặc là tôi là vô tình. Đấy, hoặc là cái bản chất của tôi nó là gáy bẩn. Cái đấy thì anh em tôi coi như là tự cảm nhận. Chứ còn tôi cũng chả phải thanh minh cái gì cả nhá. Nhưng mà có một cái này mà anh em sẽ thấy là nó rất hợp lý. Đấy là cái việc tôi gáy bẩn ấy, nó lại rất là hợp lý, nó rất là lôi cuốn. Đấy, nó rất là nhiều người là thích nghe. Nhiều người là thích xem. Đấy, chứ không phải là cái bẩn ở đây là khiến cho anh em ghét, khiến cho anh em là coi như là anh không thích tôi. Đấy, tất nhiên là vẫn có những cái thằng anti, nhưng mà anti ấy, cái số lượng này nó rất nhỏ so với những cái người mà đang yêu quý tôi. Những cái người mà đang quan tâm, anh em cứ nhìn vào những cái lượt view, những cái lượt comment, tương tác ấy, anh em cũng có thể thấy là người ta vẫn rất là thích tôi khi mà tôi gáy. Là bởi vì làm sao? Gáy nó phải có cơ sở của nó nha anh em nhá. Đấy, gáy nó cũng phải có là gì? Là cái kỹ năng. Chứ không phải gáy là gáy bẩn là coi như là không biết gì là gáy đâu anh em. Đấy, chính vì thế nhá, nên là kể cả tôi gáy bẩn ý mà fan nước ngoài người ta vẫn hiểu được. Đấy, người ta vẫn thích tôi. Bởi vì tôi gáy nhiều khi là tôi gáy đùa. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, còn có nhiều anh em hôm qua ấy, ở trong cái clip ngày hôm qua mới bảo tôi là tại sao nhiều fan như thế mà không làm mới sắp tiếng Anh thì không cần anh em. Bây giờ là người ta tự hiểu tôi rồi, không cần tiếng Anh anh em ạ. Bởi vì YouTube thì là có chức năng là tự sắp. Đấy, tự sắp và tự dịch luôn nha anh em nhá. Họ sẽ xem kênh tôi bằng cái thứ ngôn ngữ của nước họ.
Đấy, ví dụ như là Indo thì họ sẽ kênh Game Today bằng tiếng Indo luôn, chứ họ không xem qua tiếng Anh. Đấy, hay Trung Quốc họ sẽ xem bằng tiếng Trung Quốc, Nga người ta sẽ xem bằng tiếng Nga luôn nha anh em nhá. Nó có phụ đề bằng tiếng Nga ở phía dưới luôn. Và tôi không cần phải là làm cái gì cả anh em nhá. Đấy là chức năng của YouTube. Và phải nói thật với anh em là từ khi mà YouTube nó cải tiến những cái chức năng đó thì kênh của tôi nó mới vươn ra tầm thế giới được đấy anh em ạ. Đấy, có rất nhiều người ở trên thế giới xem kênh tôi là vì thế. Bởi vì YouTube của La gắn kết lại mọi người với nhau và không bị cái khoảng cách rào cản về ngôn ngữ nữa. Rất là tuyệt vời. Mặc dù là cái dịch của YouTube ấy nó cũng chỉ đáp ứng được một phần nào thôi, chứ nó không thể coi như là dịch 100% cái cảm xúc mà tôi có thể là tạo ra được như các anh em Việt Nam xem kênh trực tiếp bằng tiếng Việt. Đấy. Tuy nhiên họ vẫn có thể nghe được những cái cảm xúc qua cái âm thanh mà tôi phát ra. Đấy. Mặc dù họ không hiểu được cái ngôn ngữ nhưng họ hiểu được những cái âm vực, họ hiểu được những cái cảm xúc. Đó thì họ sau khi họ hiểu cái đó và họ đọc thêm cái dòng phụ đề thì họ cũng sẽ phần nào nắm được là cái tình hình là tôi đang nói cái gì. Đấy, và tại sao cái đoạn đấy nó lại buồn cười. Đó thì họ thấy là nó lôi cuốn thì họ sẽ quý mến tôi thôi. Đó. Đấy, rất nhiều anh em. Và tôi hôm qua ấy, sau cái clip ngày hôm qua thì cũng có rất nhiều fan mới. Đấy, có rất nhiều là anh em mới mà là người nước ngoài đã sub kênh của tôi. Đấy, có rất nhiều người nước ngoài và có họ còn sub luôn fanpage nữa, mặc dù là tôi cũng không sử dụng nhưng mà họ cũng sub thêm cả fanpage nữa. Mà tại sao lại sau cái clip ngày hôm qua lại có thêm nhiều fan thì tôi nghĩ là do các anh em có mặt ở trong cái trận đấu đấy. Các anh em đã share lại cái trận đấu đấy. Tôi nghĩ là như thế. Share clip đấy ở trong trận đấu đấy, ở trong những cái diễn đàn hoặc là trong cái câu lạc bộ những cái người hâm mộ Tuấn Cơm ở Thái Lan chẳng hạn. Như hôm qua anh em cũng đã biết là có hai ông ở trong cái club, fan club của Tuấn Cơm ở Thái Lan. Thì tôi nghĩ là hai bạn đó đã share clip đó. Chính vì thế nên là hôm nay kể cả anh em thấy là nhận thấy là cái view ở cái clip đó nó cũng rất đông. Anh em để ý mà xem, cái view rất đông do là nó có cái yếu tố share clip ở trong đó và share ở trong những group nước ngoài. Bởi vì ở Việt Nam ấy thì gần như là anh em xem là cũng là biết tôi hết và cũng không cần phải share gì cả. Nhưng mà nước ngoài thì họ vẫn có thể là họ chưa biết đến tôi và cái việc các anh em fan club của tôi share nó rất là tốt khi mà tôi có thêm một cái lượng view mới với những người mà chưa biết tôi. Đấy, và YouTube ấy nó cũng sẽ có một cái thuật toán, đấy chính là tôi lấy ví dụ như ở Việt Nam nhiều người xem tôi nhá thì họ sẽ đề xuất cho những cái người Việt Nam mà đang chơi auto chat xem tôi. Nhưng mà ở nước ngoài ấy, nếu mà không có bất cứ một cái người nước ngoài nào xem kênh của tôi ấy, thì họ sẽ không đề xuất cái thể loại auto chat đâu. Đấy, nhưng mà sau khi mà có những cái người nước ngoài đầu tiên ấy xem thì dần dần ấy sẽ có những cái người nước ngoài khác xem. Đấy. Nó là cái thuật toán của YouTube. Khi mà nhận thấy là ví dụ như ở Indo tự nhiên lại có một vài ông xem kênh của tôi. Đấy, có một vài ông xem kênh của tôi thì y như rằng là dần dần nó sẽ lên là 100 rồi 200 rồi 300 người. Đấy, cứ lần lượt từng bước như thế. Đó chính là cái thuật toán của YouTube. Ngay kể cả các bản thân các anh em mà mới làm YouTube cũng thế. Từ những cái con số đầu tiên 100, 200 rồi đến 1000 nó rất lâu. Nhưng mà từ 1000 trở đi thì nó rất nhanh. Cái sự lan tỏa nó rất nhanh anh em ạ. Đó chính là cái lý do đấy anh em. Đấy, nên là cái quan trọng nhất của một cái kênh đấy là người khác biết chúng ta đã. Chưa nói đến là hay hay không, nhưng mà phải biết được đã. Đấy, rồi sau khi mà đã biết ấy thì hay thì chúng ta sẽ giữ chân được khách, hay thì chúng ta sẽ phát triển. Đấy, còn không hay thì cũng sẽ tự đào thải thôi. Đấy, nhưng mà cái việc quan trọng nhất đấy chính là biết. Người ta biết đến chúng ta. Cái giai đoạn đấy là giai đoạn khó nhất. Từ 10 đấy, lên đến 100 sắp đó là cả một vấn đề. Từ 100 lên đến 1000 nó dễ hơn một chút. Đấy, và từ 1000 đến 10000 thì tôi nghĩ là nó còn dễ hơn là từ 100 đến 1000. Đấy, nó càng ngày nó càng dễ. Nó càng nhiều người biết đến thì càng lan tỏa nhanh. Đó. Khó nhất là cái giai đoạn ban đầu thôi anh em ạ. Làm YouTube thì khó nhất chính là cái giai đoạn ban đầu. Giai đoạn đầu khi mà xây dựng kênh nó rất khó. Khi mà anh em chưa có ai sắp, chưa ai biết đến. Tôi trải qua rồi nên tôi hiểu cái vấn đề đấy. Đó. Ngày trước là tôi phải xây dựng kênh từ cái giai đoạn đầu tiên là không ai biết đến.
bắt đầu đặt cái viên gạch đầu tiên bằng clip đầu tiên. Tất cả đều là tự thân, không ai giới thiệu cho kênh cả. Tất cả là tự thân hết. Đấy thì cái quãng thời gian đầu tiên thì thực ra tôi phải nói thật với anh em là cũng yếu kém, cũng không hay, nói chuyện không hay, nội dung không hay. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc ấy thì cũng học hỏi tiếp thu, rồi cải thiện nhiều. Nói chung là anh em sẽ thấy là cải thiện nhiều. Nội dung thì không nói làm gì, trình độ thì cũng phải cải thiện. Đấy, chơi càng ngày càng hay hơn. Nội dung thì càng ngày càng hay hơn khi mà tôi lên cái kịch bản rõ ràng ở trong mỗi trận đấu. Đấy, và những cái trận đấu nó link với nhau, nó tạo thành những cái series, những cái tập nó link với nhau, nó rất là hay. Đấy, có những cái content rất là độc dị lạ, không chỉ là về là cái đội hình mà thậm chí là gặp cả anti fan, gặp cả fan. Nó rất nhiều những content khác nhau. Đấy, thế là cái nội dung ở trên kênh của tôi ấy, càng ngày nó càng hay và hấp dẫn. Đấy, và thu hút được rất nhiều anh em ở trong nước cũng như là ngoài nước. Rồi, tôi sẽ dần dần tôi lên 9 thôi anh em nhá. Bây giờ thì chúng ta đóng lên 9 rồi, chúng ta tìm cái bộ 9 Hunter thôi. Và co thì có thể là con Siren hoặc là có thể là con khác. Cái này thì tôi cũng chưa biết. Siren thì nó cũng là một phần đó anh em ạ. Siren nó cũng chỉ là con 4 đô anh em nhá. Chúng ta có một con Siren thì tôi sẽ dồn đổi Siren, cũng rất là ngon. Máu thì bây giờ ở cái đầu game chúng ta giữ máu tốt ấy, nên mà tầm này 86 máu, mặc dù là chúng ta bây giờ đang là yếu nhất đây anh em. Yếu nhất luôn đấy. Thậm chí là bây giờ có khi là tôi còn không ăn được cái thằng bét bảng kia cơ anh em. Cái thằng mà đang sắp chết kia khi nó còn ăn được tôi. Đấy, đội hình này yếu rồi anh em ạ. Đây này, ui mẹ ơi. Anh em nhìn kìa. Thằng này nhá, nó sắp chết rồi, nó ra là con Lancer 2 sao. Ui dồi ôi, con Lancer còn kiếm hồn nữa kia thì từ. Khó chịu thật đấy, anh em thấy chưa? Anh em đã biết ai là cái người mạnh nhất chưa? Vãi cướp. Anh em nhìn này. Ui, 6 Glacier, 4 Glacier, 6 Warrior kẹp hồn. Đánh ở level 10. Ôi, cái thằng đấy là level 9, 50 tiền. Và bây giờ mới là round 22 và nó có một con Lancer 2 sao. Thôi, anh em ạ, vô địch mẹ rồi. Vô địch rồi, vô địch rồi. Ra kiếm hồn, ra Lancer rồi. Chuẩn bị là 6 Glacier kiếm hồn. Quá khỏe luôn ấy. Đó, anh em biết chưa? Anh em biết ai là nhà vô địch đấy. Căng thật sự luôn. Nhìn thế thôi, còn 8 máu thôi. Nhưng mà đâu có phải là dễ ăn được thằng đấy đâu. Nó đấm hết luôn ấy. Bây giờ thằng nào ăn được thằng đấy đâu. Chả có thằng nào ăn được một cái thằng Lancer 2 sao trong giai đoạn này mà ở trong cái bộ 6 Warrior cả. 6 Warrior rồi còn kẹp thêm cả 4 Glacier nữa anh em ạ. Tí nữa nó bán Warrior nó chuyển sang 6 Glacier kẹp hồn, kẹp với cả kiếm hồn đấy anh em. Thậm chí là có thể là gì, là nó kẹp với cả Witcher, nó đấm từng thằng một. Anh em thấy tôi không? Tôi giờ đang thua hết luôn. Thua cả thằng Goblin luôn mà. Yếu rồi anh em. Ui rồi, cái thằng Lancer 2 nó gặp cái thằng manh hút này. Cắt chuỗi được không? Ê, Clay ăn được không? Đừng để nó cắt chuỗi nhá. Giết nó. Còn một mình con Lancer thôi. Ui rồi ôi, thua. Mẹ ơi, thế là bị cắt chuỗi bởi cái thằng kia chứ. Vãi cứt quá đi mất tôi. Thằng đấy nó vừa eco cái chuối cộng 13-14, rồi nó lại cắt được cái chuối cũng xanh nữa. Thôi vô địch rồi anh em ơi. Tâm này dí thẳng lên 10 luôn, chứ còn làm gì nữa đâu. Dã man thật sự. Lancer 2 rồi thì AFK luôn, còn gì nữa. Level 9 70 tiền. Level 9 70 tiền và đang có ở đây nó là cái gì? Chuẩn bị chuyển sang Warlock anh em ạ. Vãi đài quá đi mất tôi. Thằng đấy nó chuyển sang Warlock. Không phải là 6 Glacier mà nó sẽ là 4 Glacier kết hợp với 6 Warlock anh em ạ. Đánh ở level 10 kẹp với cả hồn nữa. Quá căng thẳng. Kiếm hồn à? Kiếm hồn không chơi với cái bộ Hunter. Bây giờ tôi chỉ có 9 Hunter thôi anh em ơi. Kiếm hồn lên 10 mới cho được vào cơ. Mà không chơi. Cái bộ này đâu có chơi kiếm hồn đâu anh em. Khổ.
bộ này không chơi kiếm hồn thôi. Làm cái gì bây giờ nhá, để dành tiền luôn ở level 9 kiếm con Medu thôi anh em ạ. Siren 2 sao đã rồi tính. Trận này đối thủ mạnh nên là khó đấy anh em ạ, khó đấy, không dễ đâu. Trận này các đối thủ đều rất mạnh, các đối thủ đều rất mạnh nhá. Và trận đấu này mà chúng ta chơi Hunter và chúng ta đạt được top lật kèo thì nó rất là hay đấy, sẽ rất là mãn nhãn đấy trong trận đấu này đấy. Đấy anh em thấy không, đẩy rồi à, kinh không. Trận này nó sẽ là một cái nội dung hay nếu chúng ta có thể lật kèo top 1 để giết được cái thằng kia, giết được cái thằng mà Warlock ấy, giết được cái thằng đấy là sẽ là thắng. Đây rồi, ô thế lên 10 luôn nhỉ. Nếu ra con này thì lại lên 10 luôn, lại ngon này. 9 Hunter kẹp với Light Spirit lên 10. Thôi cố gắng anh em nhá, để có một cái clip hay, có nội dung hay. Những cái clip mà lật kèo ấy mà có thể sống sót sinh tồn thì nó sẽ rất nhiều view, sẽ rất hay. Đấy, là đánh chuỗi thắng một mạch từ đầu đến cuối thì cái những cái nội dung như thế thì nó sẽ không nhiều view bằng là những cái nội dung mà lật kèo, những cái nội dung mà chúng ta chơi bằng những cái đội hình mà nó bị lép về và chúng ta ăn được đối thủ, một cái đối thủ quá mạnh với cái con Sekele Lancer 5 đô 2 sao từ rất sớm, từ round thứ 21 nó đã lên được 2 sao rồi. Đấy, rất là căng. Hứa hẹn sẽ có một trận đấu hay nếu mà tôi giành top 1 ở trong trận đấu này. Đấy rồi, 9 Hunter lên 10 luôn anh em nhá. Này chỉ có lên 10 thôi anh em ạ. Rồi, bây giờ ấy, tôi không có phụ thuộc vào con Medusa ở đâu. Ui, nhưng mà cái trận này không có đồ này. Random à? Được random vậy. Vãi cướp. Tôi xong rồi anh em, toang rồi. Random vào cái đồ vậy còn không bằng cái cấm đánh luôn. Ước gì mà nó là cái ba tia, nhưng mà không, nó cho tôi cái đồ siêu lởm này. Sai lầm rồi Tuấn ơi, mẹ tăng độ khó trong game à. Không có đồ cam anh em ạ. Vãi cướp, thà ghép cái cấm đánh cũng là ngon rồi. Mình thảm quá, mình đi random. Chuyện này tăng độ khó như này là khả năng cao là game nó lại tăng tính hấp dẫn lên đấy anh em ạ. Hai mặt của một vấn đề đúng không? Cái này nó khó hơn nhưng mà nếu mà tôi được top 1 ý thì chắc chắn là nó sẽ rất là hấp dẫn, nó sẽ rất hay luôn. Đấy, và một cái nội dung hay nó sẽ là cái yếu tố quyết định đến cái lượt view, cái sự hấp dẫn của cái video, tạo lên cái thương hiệu của Tuấn Cơm anh em ạ. Nếu như có một cái trận đấu lật kèo hấp dẫn thì đó cũng sẽ là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái thành công của kênh này. Đấy, ok, xả tiền thôi. Ui, từ từ nhá, rôn hết tiền á, rôn hết tiền á anh em ạ. Từ từ, trứng rồi sẽ đập. Ok, hết tiền rồi. Thôi, đập trứng cho Light Spirit đã. Bây giờ con Light Spirit mới là co nha anh em nhá, chứ còn cái con Siren ấy, thôi. Con Siren này bây giờ nhiều người chơi lắm anh em ạ. Không có thể là mà chắc chắn là trận đấu nào cũng có thể ra được Siren đâu. Nhiều khi con Siren bây giờ nha, nó còn khó ra hơn cả con Tsunami. Đấy, chúng ta hãy tận dụng những cái con 5 đô có sẵn ở trong cái bộ Hunter, như là con Light Spirit này, hoặc là con Siling Assassin này. Đấy là những cái con chơi được ở trong bộ 9 Hunter. 9 Hunter hai con đó rất là khỏe. Rồi, đây gặp Beat này. Beat kẹp với cả 6 Warlock. À, Beat kẹp với 4 Warlock kẹp hồn. Ok. Đấy anh em thấy không, lên được 10 cái là mạnh ngay. 9 Hunter này nó cân được anh em ạ. 9 Hunter cân được. Đấy, không biết là sẽ có một cái trận đấu lật kèo không nhỉ anh em nhỉ. Mặc dù đồ ơi bị phèn đấy nhá, không có đồ cam đâu ấy. Tôi đến bây giờ tôi vẫn chưa có đồ cam. Tôi ấn phát ra cái món đồ mà cái mảnh ghép mà nó không ghép được một cái gì luôn. Không ghép được bất cứ cái món đồ luôn. Thằng này có vẻ to quá nhỉ. Giết thằng này là coi như là xong này. Bây giờ làm nào để giết được nó. Kinh khủng khiếp thật. Chuyển sang 6 block kết hợp với Glacier, kết hợp với hồn đấy anh em. Nguy hiểm thật sự luôn. Video này mà top 1 thì chắc chắn nhiều view luôn anh em ạ. Nội dung hay sẵn rồi.
Đấy, cái yếu tố mà quan trọng quyết định thì đã có rồi. Thêm cái yếu tố thứ hai đấy là tôi nói chuyện hay. Anh em công nhận không? Tôi phải nói thật với anh em là trong cái quá trình mà làm YouTube, cái kỹ năng nói chuyện nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Từ cái lúc mà tôi bắt đầu đến bây giờ, tôi không còn ngập ngừng như lúc đầu nữa. Thủa ban đầu thì rất là ngập ngừng, rất là ấp úng, rất là e thẹn. Đấy, nói chuyện thì hay bị vấp. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ nói chuyện rất trôi chảy, rất mạch lạc. Đấy, đôi khi nó còn nhấn nhá và rất là có cảm xúc. Anh em cứ để ý mà xem. Cái này nó là một cái kỹ năng mà phải trau dồi. Tôi phải nói thật với anh em là nó là quá trình học tập, lao động, rèn luyện mới ra được. Một thời gian rất dài. Ngay kể cả bản thân tôi ở ngoài đời cũng thế nhá. Khi mà tôi trao đổi với anh em ở trong game này, tôi nói chuyện với anh em ở trong game, thì tôi trao đổi với anh em như một cái người bạn, một cái người chuyên gia, một cái người dẫn chuyện, một cái người MC hay là một cái người giáo viên. Đấy, nó cũng giống như thế thôi. Thì trong cái quá trình mà tôi luyện tập và tôi trao đổi nói chuyện với anh em ở trong game ấy, tôi làm cái kênh này, thì tự nhiên tôi lại thêm cái kỹ năng nói chuyện ở ngoài đời luôn. Đấy, ở ngoài cuộc sống tôi cũng nói chuyện như thế. Đấy, tôi được nâng lên một cái level mới. Khi mà tôi trao đổi, tôi nói chuyện ở bên ngoài, tôi tự tin hơn. Đấy, cái cách nói chuyện, cái cách trao đổi, cái cách làm việc với đồng nghiệp, với bạn bè, hay là với những cái người xung quanh, với khách hàng, với đối tác, đều là nó được nâng lên một cái tầng cao mới. Đấy, một cái lớp thang mới luôn. Nó sẽ giúp ích cho tôi trong cái cuộc sống rất nhiều, nhờ YouTube. Chứ không hẳn nó là chỉ là về kiếm tiền trên YouTube đâu anh em ạ. Đấy, thậm chí là có thêm những cái mối quan hệ mới. Rất ok. Tầm này chưa ăn được thằng này đâu. Khó. Nó khỏe quá anh em ạ. Thật sự là tôi chưa biết là late game tôi có thể ăn nổi thằng này không. Nó gọi là mắc binh ở trong cái bộ đấy rồi. Tí nữa, thậm chí là bây giờ nó vẫn chưa mắc binh. Tí nữa nó còn mạnh hơn cơ. Khi mà nó ra được 6 warlock. Bây giờ thằng này nó level 10, nó 70 tiền luôn mà anh em. Có khi nào mà nó đang có một cái tham vọng lên được con Lancer lên 3 sao không nhỉ? Với một cái số lượng tiền như thế kia, quả thật là rất là kinh khủng. Chả có thằng nào ăn được luôn trong cái giai đoạn này. Ghê quá. Bây giờ thằng đấy nó lên được con Dark Spirit lên 2 sao nữa thì nó mắc binh đấy. Bộ này của tôi vẫn chưa mắc binh đâu. Không biết là nếu mà mắc binh thì có thể ăn được nó không. Mắc binh của bộ này là cái con Tetsulami, nó sẽ lên 2 sao, con Siren lên 3 sao. Đấy. Thỏ lên 3 sao. Lúc đấy tôi sẽ dồn đồ cho Siren, tôi thử đánh với nó xem sẽ như nào nha anh em nhé. Chỗ này chắc chắn là cung đen thì 2 sao thôi, súng 2 sao thôi, không phải lên được 3 sao đâu. Cố gắng ra thêm một con Tetsulami, thêm một cái khống chế nữa để xem là liệu rằng cái bộ 9 Hunter là có thể ăn được không. Cái bộ 6 Glock của meta trước ấy, nó là cái bộ mà tối thượng đấy anh em ạ. 2 Glacier, Lancer, 6 Glock, tối thượng vô địch luôn. Ui giời ơi, mẹ, mãi cứt luôn. Thôi random phát lửa vậy. Ui giời ơi, chết tôi rồi anh em ơi, đéo có đồ. Chấp hai món đồ cam 25-30 thì tôi đỡ thì đéo ở đây. Nó 31. Vớ vẩn bây giờ là một phát là ra nghĩa địa luôn này anh em này. Hai cái coi như là cái giảm sát thương không ghép được cái gì hết. Món đồ phèn nhất của cái quả đất luôn. Cái món đồ mà phèn nhất trong cái đội hình này mà không lấy luôn thì nó lại ra anh em ạ. Xong rồi. Sẽ có nhiều anh em đến cái đoạn này sẽ hỏi là liệu rằng đây có phải là một cái pha tăng tính hấp dẫn ở trong game không. Hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Vãi cứt. Cười xong là thành khóc luôn. Cười xong là muốn nổ cái phổi luôn. Thậm chí là vẫn còn thua thằng này á. Thua thằng này luôn này. Thì đúng rồi, làm gì có đồ đâu mà ăn được. Khổ. Tòi. Tòi rồi. Đồ toàn cái đồ khỉ gió này anh em này. À. Chỗ này cố gắng top 2 anh em nhá. Ui đó quỷ. Ui được, được. Được quá.
Ra đúng lúc thế. Ôi ui, cảm ơn nhá. Ông nào chết để cho tôi cái mảnh nó gọi là không có gì hợp lý hơn. Ơ lại có thêm cái hút máu chiến giáp này. Quá tuyệt vời. Rồi, có tí hốp anh em ạ. Nhưng mà vẫn là chấp hai món đồ cam đấy. Vẫn cứ là chấp hai món cam anh em ạ. Cay thật. Ăn nổi không? 38 máu. Trụ nổi không đây? Ui gặp thằng này. Ma nó kiếm hồn 2 sao rồi ạ. Kẹp hồn ạ. Glacier kẹp hồn kiếm hồn sai. Thôi chịu 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 chịu. Phải cứt qua đi mất tối. Anh em ơi, thậm chí con kiếm hồn của nó còn không có đồ luôn. Cáu thật sự. Cái xu chưa ra anh em ạ. Quang đó. Làm nào rồi? Bây giờ gặp thằng nào cũng chết đấy. Bọn này thì bây giờ nó xô vào đằng sau. Nó có Blink mà. Sợ quá anh em thôi. Phải làm thế nào đây? Trời ơi, có hy vọng gì top 1 anh em? Top 1 cái đéo gì vậy? Top 3 bây giờ nó còn không có cái cửa nào ấy. Có cơ hội nào top 3 không? Mẹ ơi, top 3 có khi còn vớ vẩn còn chết trước cái thằng cái 31 máu, tôi còn có 26 máu. Mà nó chơi nó bây giờ tôi phải đấm được cái thằng top 2 cơ. Thằng top 2 trên line đấy anh em. Top 2 trên line bây giờ phải đấm được cái thằng đấy nhiều nhiều máu để vào top 3. Có đấm nổi thằng này không mới quan trọng này. Đấm nổi không? Chả có lẽ lại thua nốt. Ít ra phải đấm được một thằng chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi giời. Đúng rồi. Đấy, thằng này 10 máu rồi. Round sau nó gặp cái thằng Glacier Lancer 2 sao chắc chết luôn. Gặp cái bọn nó gọi là cái gì. Thằng đấy là bây giờ nó đang kẹp là cái gì anh em biết không? Witcher. Kẹp Witcher đấy anh em. Bọn này chết hết rồi. Bọn này gặp cái thằng đấy thì xác định luôn. Nhưng mà cái thằng King of Ku nó còn nhiều máu quá. Nên là cái thằng đấy khả năng là top 2. Thôi hết tiền anh em ơi. Chết đấy. Ú đều rồi. Cuối cùng thì là cũng ra được cái con thỏ 3 sao. Kết hợp với một con Siren. Nhưng mà Siren này tôi không dồn đồ đâu anh em. Siren này mà dồn đồ xuống hố anh em ạ. Không ăn được. Không ăn thua. Siren này bây giờ không ăn thua rồi. Chỉ là một con 4 đô 2 sao. Và đang hiện tại đang không có tăng cơ ở trên anh em nhá. Phải dồn đồ cho online Spirit mới gánh được. Ôi da, đẩy được con rồng đằng sau. Ui giời, thế thì được ăn được thằng này rồi. Ơ được cái nhỏ. Đẩy nó nhiều nhiều máu tí nhá. Bây giờ chỉ cần trụ được hai thằng thôi. Trụ được hai thằng Glide thôi là có thể được top 2. Tuyệt vời anh em ơi. Ui giời, ơ Siren 3 thì lại khác nhá. Siren 3 thì khác nhá. Siren 3 là chơi được đấy. Siren 3 sao thì sẽ chơi được cái thằng đang có chuỗi cộng 11 kia. Được không anh em? Bây giờ nhá, cái thằng Clyde chết ấy, nó cho tôi một cái món đồ ngon nghẻ một chút. Ví dụ như cái hút máu trừ giáp chả. Đấy. Thì có cái cơ hội top 1. Đáng sợ thật. Bây giờ 26 máu tôi. Bây giờ nhá, mỗi lần gặp cái thằng King of Ku ấy, tôi thắng nó là tôi sẽ được vào top 2. Đấy, tôi chỉ thua một thằng thôi. Còn thằng kia là thua hai thằng thì chúng ta vẫn sẽ được vào top 2. Máu nó bây giờ chỉ còn 39 máu thôi. 26 máu khoảng cách đó là 13 máu. Không nhiều. Chỉ cần thắng một round nữa thôi. Tôi chỉ cần thắng một round nữa thôi anh em ạ. Khoảng cách ở bây giờ nó sẽ là 13 máu. Không nhiều đâu. Chúng ta vẫn sẽ có cơ hội top 2 anh em nhá. Quá căng thẳng. Trời. Giờ cái đừng có nói là cái món đồ của ra 35 này nhá, là đéo có đồ nhá. Lần này mà không có đồ nữa tôi ran đấm tiếp, tôi hứa với anh em luôn. Mẹ. Vãi cứt thật. Rao 25 ra 30 là không có đồ rồi, đừng có nói là không có đồ nhá. Ê, ui giời ơi. Không lấy được cái gì anh em ạ. Lấy được mỗi cái bão rồi. Trời ơi, tôi cần cái hút máu trừ giáp cơ anh em.
Chán quá đi mất thôi anh em ạ. Làm sao bây giờ? Thiếu đồ đam quá. Tôi là lấy được cái bão thì bởi làm sao, bởi vì cái bão này nó sẽ giúp cho là tôi có thể là hóa đá sớm, khống chế sớm, thế thôi. Còn các cái món đồ còn lại đâu có ghép được cái gì đâu, chả nhẽ random phát lửa, đúng không? Đây là cái món đồ duy nhất có thể ghép được. Đấy. Cay thật. Làm nào giờ nhỉ? Trận này khó à. Bây giờ có thằng chết rơi cho tôi cái hút máu trừ giáp, hoặc chỉ ít là cái cầm đánh cuối. Đấy, thằng này chết đi nhá. Tôi có khả năng ăn được thằng này. Yên tâm anh em. Được không? Dồn nó vào góc. Đúng rồi, dí nó vào chân tường. Hay quá. Đồ. Ui giời ơi, chả có cái đồ gì cả luôn anh em ạ. Chán thế nhở. Giáp xoay à? Chỉ ghép được cái giáp xoay thôi anh em ạ. Hay là giữ đồ ghép với giáp thép không? Thôi, sắp chết rồi. Bây giờ nó là sinh tồn đấy anh em. Một round thua thôi thì là xác định là top 3. Bây giờ chỉ cần thua cái thằng King of Ku thì chắc chắn là chúng ta top 3 nha anh em nhá. Mà cái thằng King of Ku kia nó đánh cái thằng kia có vẻ như là đang hòa kìa. Sợ thật đấy. Lâu ấy. Vẫn thua à? Thế vẫn được. Nhưng mà nó lọt một con thôi anh em ạ. Nó lọt đúng một con. Trời ơi, nó còn 35 máu. Cái round vừa rồi nó mất có 4 máu thôi. Lọt một con thôi. Cái round này là nhất định là phải ăn được cái thằng King of Ku nha anh em nhá. Tôi là tôi ghép đồ luôn để tôi ăn nó đấy. Chứ còn tôi cũng không giữ đồ nữa đâu. Đợi làm sao được. Chả nhẽ lại đợi đồ đến khi thằng King of Ku chết á. Không có chuyện đấy đâu anh em ạ. Bây giờ có bao nhiêu đồ là ghép hết. Ui, gặp thằng này thì chết rồi. Đỡ làm sao được. Vãi cướp luôn, nó khỏe. Con kiếm hồn nó ra đằng sau, nó gặt mẹ chết hết từ đằng sau à. Ok, 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 mình xin cái chuối. Ui giời, tôi van được thằng này. Ờ, đi luôn. Ôi giời ơi, có đồ luôn này. Tôi thì vô địch rồi anh em ơi. Một pha kết liễu đối thủ là không còn gì nó có thể hợp lý hơn. Trời. Ảo ma Calada quá anh em ơi. Đấy, xong rồi. Cái thằng sợ nhất là đi rồi. Thằng này bây giờ nó sẽ là Clay kẹp với cả gì? 6 Glacier à? Tôi còn chưa ra tiết xù đâu đấy. 6 Glacier không sợ đâu anh em. 2 khống chế vào. Chưa kịp tích stack tốc đánh thì là bay màu rồi anh em ạ. Yên tâm. Thằng này không phải là cái lỗi sợ của tôi. Cà lông. Ui giời, thoải mái đấy bạn ơi. Này thì cà lông. Cà lông không nhấc được tay lên kìa. Cũng ghê đấy. Cũng nhiều 2 sao đấy. Cũng nhiều 5 đô 2 sao. Cũng nhiều 5 đô 2 sao. Rồi làm sao? Rồi làm sao? Khỏe chưa? Khỏe chưa? Ăn luôn này. Ca lông 3 tia. Xe Secret Lancer 2 sao hết rồi anh em ơi. Mà nó vẫn không ăn được tôi. Bây giờ tôi kiếm con Siren 3 sao anh em ạ. Chuẩn bị là dồn đồ cho Siren thôi. Không 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 không. Siren 3 sao Tsunami đéo ra. Cay nhờ. Tôi rất cần một con Tesu mà nó không ra anh em ạ. Càng ấy bắt đầu đổi vị trí, xếp bài các kiểu các thứ này. Blink sang bên này thì tớ là chuyển sang đây. Blink ở đây thì làm sao, làm sao. Mày Blink vào đây, mày vào Blink vào đây, bị trói. Xong rồi, đấm chết nó đẩy ra sau. Này thì Calong. Rồi, xong con Calong đã. Bây giờ là đến cái con Lancer. Làm sao, được chưa? Định bắt con thỏ tôi à? Không dễ đâu anh em. Đi luôn. Rồi ơi anh em ơi, lật kèo mắn con nhà bà nhãn luôn anh em ạ. View nó lại căng đét lên đẹp rồi thì anh em ơi, trận này nó phải nói là quá mãn nhãn luôn. Đùa, không thể tin được. Với hai cái món đồ cam tôi chấp đối thủ, tôi vẫn có thể vươn lên giành vị trí top 1. Trời.
quá kinh khủng khiếp. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì em có thể chọn clip bên trái, một trong những cái line up mạnh nhất ở meta anh em nhá, line up TAS kết hợp 4 metalist kết hợp với 6 cá, cực kỳ kinh khủng khiếp luôn. Khi mà cái đam của cái bộ 6 cá nó lổ thì có thể kết liễu đối thủ một phát là chết luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những cái line up bất lão, cực kỳ dễ leo rank, dễ chơi, dễ trúng thưởng, cực kỳ mạnh giai đoạn giữa game và late game. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.